rất vui được gặp lại quý vị trong phần 2 của bản tin hàng hóa thị trường kỳ này trên kênh truyền hình FVNC. Kính thưa quý vị, theo nhận định của Bộ Công Thương, thị trường hàng hóa đang trong tình trạng cung đã vượt cầu, nhất là các mặt hàng xa xỉ, thậm chí những mặt hàng thiết yếu cũng không hẳn dễ tiêu thụ. Trong một báo cáo tóm tắt về tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 7 tháng đầu năm, Bộ Công Thương nhận định tình hình tiêu thụ các hàng hóa tiêu dùng không có dấu hiệu tăng cao, ngay cả ở những khu du lịch nghỉ dưỡng. Thị trường hàng hóa vì vậy đang cho thấy cung vượt cầu, nhất là những mặt hàng không thực sự cần thiết cho cuộc sống hàng ngày. Những mặt hàng tiêu dùng thông thường cũng được chọn lựa rất cân nhắc, giá cả hàng hóa do đó rất ổn định. Chỉ có tiêu thụ hàng hóa là nguyên liệu phục vụ sản xuất bắt đầu tăng nhẹ. Cầu yếu khiến cho doanh nghiệp cũng cân nhắc hơn trong sản xuất. Chỉ số tồn kho đã giảm tỷ lệ so với năm ngoái, trong đó những ngành có chỉ số tồn kho giảm lớn hơn so với năm trước gồm sản xuất vải, giày dép, xi măng, linh kiện điện tử. Cũng theo Bộ Công Thương, thì sản xuất các doanh nghiệp da giày đang có nhiều tín hiệu tích cực khi phần lớn doanh nghiệp đã có đơn hàng đến hết quý 3 2013 và cả năm với mức tăng bình quân là 10 đến 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Bộ Công Thương nhận định thị trường đang xuất hiện xu hướng dịch chuyển các đơn hàng từ Trung Quốc sang Việt Nam, trong đó có cả những khách hàng từ Nhật Bản. Nguyên nhân là do Việt Nam đang bước vào những vòng đàm phán cuối cùng để gia nhập Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương TPP và đang đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do với EU. Ngoài dịch chuyển đơn hàng, làn sóng đầu tư vào lĩnh vực này cũng đang có xu hướng dịch chuyển sang Việt Nam nhằm tận dụng cái lợi thế của TPP. Hiệp hội da giày cho biết thêm, xuất khẩu giày dép sang Mỹ cũng được mở rộng nhờ các nhà nhập khẩu Mỹ cũng đang đón đầu Hiệp định TPP. Trong khi đó, xuất khẩu sang EU có phần chững lại do vướng nhiều rào cản. Theo Bộ Công Thương, kim ngạch xuất khẩu giày dép các loại của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2013 ước đạt 4,79 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù giá xuất khẩu gạo đã tăng trở lại từ đầu tháng 7 đến nay, nhưng sản lượng gạo xuất khẩu lại quay đầu giảm do nhiều doanh nghiệp hủy hợp đồng vì giá lúa lên. Theo Bộ Công Thương, trong tháng 7, sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam đã giảm 10% so với tháng 6, khiến kim ngạch xuất khẩu giảm hơn 13%. Cụ thể, trong tháng 7, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 576.000 tấn gạo, giảm gần 124.000 tấn so với tháng 6 và giảm 25% so với cùng kỳ năm 2012. Giá gạo xuất khẩu trung bình trong tháng 7 đạt 413 đô la một tấn, tăng 13 đô la một tấn so với tháng 6. Hiệp hội Lương thực cũng cho biết lượng hợp đồng xuất khẩu gạo bị hủy trong tháng 7 cũng tăng cao do giá lúa trong nước tăng lên, trong khi không ít doanh nghiệp đã lỡ ký hợp đồng xuất khẩu giá thấp trước đó. Tính riêng tháng 7, các doanh nghiệp đã hủy không giao hàng hơn 180.000 tấn. Tính chung 7 tháng đầu năm, số lượng hợp đồng bị hủy lên tới 1 triệu tấn gạo. Hiện giá lúa IR50404 tươi được thương lái mua với giá 4.500 đến 4.600 đồng một ký, lúa hạt dài là 4.850 cho đến 5.000 đồng một ký. Mức giá này tăng hơn 100 đồng một ký so với thời điểm cách hơn một tuần. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh xuất khẩu gạo đang ngày càng bị cạnh tranh gay gắt bởi nhiều đối thủ, việc nhiều doanh nghiệp Việt Nam không giao hàng chấp nhận đền hợp đồng khi giá thu mua trong nước tăng cao có thể gây ảnh hưởng đến uy tín của xuất khẩu gạo Việt Nam. Kính thưa quý vị, Liên Hiệp Quốc vừa cho biết diện tích trồng cây coca tại Bolivia đã giảm năm thứ hai liên tiếp. Sau Peru và Colombia thì Bolivia là nước sản xuất cocaine lớn thứ ba thế giới. Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm Liên Hiệp Quốc cho biết diện tích trồng cây coca của nước này đã tiếp tục giảm trong năm 2012. Năm 2011, diện tích trồng cây coca giảm 12% so với năm 2010, đến năm 2012 lại tiếp tục giảm thêm 7% nữa. Tính tổng cộng từ 2010 đến 2012, diện tích trồng cây coca đã giảm 19%. Năm 2012, chính phủ Bolivia đã loại trừ 11.000 hecta coca, sản lượng lá coca đạt 45.000 tấn, giảm 6% so với năm trước đó. Lượng cocaine tinh thể cũng giảm 32 tấn trong năm 2012. Giá của lá coca, thành phần chính làm ra cocaine, cũng đã giảm 5%, còn 7,4 đô la Mỹ một ký. Mặt khác, các chuyên gia lo ngại, sản lượng coca lọt vào thị trường chợ đen vẫn không suy giảm. Sản lượng coca thương mại hóa trên các thị trường chính thống chiếm 41% tổng sản lượng năm 2012, trong khi đó 59% tổng sản lượng coca lại rơi vào thị trường chợ đen. Chính phủ Bolivia đã có nhiều biện pháp đối thoại với nông dân và khuyến khích xã hội từ bỏ loài cây trồng này. Chúng tôi đang cố gắng làm giảm diện tích trồng cây coca. Nếu không có biện pháp điều hòa, bồi thường và trừng phạt, thì rất dễ nảy sinh nổi loạn, đối đầu và vi phạm nhân quyền. Tổng vụ Nông nghiệp Ủy ban châu Âu EU vừa trao chứng nhận tên gọi xuất xứ Phú Quốc cho sản phẩm nước mắm Phú Quốc của tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.
Theo các chuyên gia, việc EU cấp chứng nhận bảo hộ tên gọi xuất xứ cho nước mắm Phú Quốc tại 28 nước thành viên EU là điều kiện tốt để đưa sản phẩm nước mắm Phú Quốc vào thị trường đầy tiềm năng này, đồng thời hạn chế tình trạng nước mắm Phú Quốc giả, nhái được bán ở một số thị trường. Tuy nhiên, theo Hội nước mắm Phú Quốc, khó khăn lớn nhất của các hộ làm nước mắm hiện nay là thiếu nguyên liệu cá cơm để sản xuất. Gần 2 năm qua, nguồn nguyên liệu này có nguy cơ cạn kiệt do việc khai thác quá mức, trong khi công tác bảo vệ thực hiện chưa tốt. Hiệp hội kiến nghị nhà nước cần có các giải pháp hữu hiệu bảo vệ nguồn nguyên liệu cá cơm, xử phạt nghiêm những đối tượng làm giả nước mắm Phú Quốc. Hiện tỉnh Kiên Giang cũng tăng cường các biện pháp kiểm tra hạn chế hoặc ngăn chặn việc thu mua cá cơm trái phép, trốn thuế, đề xuất chính sách tạo thuận lợi cho các cơ sở sản xuất nước mắm được vay vốn ưu đãi để tái sản xuất, chọn một số doanh nghiệp tiêu biểu đã có kinh nghiệm xuất khẩu nước mắm, nghiên cứu để đưa sản phẩm nước mắm Phú Quốc sang thị trường châu Âu. Hiện nay Phú Quốc có 80 nhà thùng nước mắm với năng lực sản xuất từ 20 triệu lít một năm trở lên. Kính thưa quý vị, thống kê cho thấy thuốc lá lậu hiện nay đang khiến ngân sách thất thu tới 40.000 tỷ đồng tiền thuế mỗi năm. Tuy nhiên, việc kiểm soát thuốc lá lậu lại rất khó khăn do việc kinh doanh này mang lại khá nhiều lợi nhuận. Theo số liệu thống kê từ Cục Quản lý Thị trường, trong 6 tháng đầu năm nay, lực lượng quản lý thị trường các tỉnh phía Nam đã phát hiện và tịch thu trên 553.000 gói thuốc lá nhập lậu, tăng tới 55,3% so với năm ngoái. Riêng tại Campuchia, ước tính trung bình mỗi năm có tới 500 triệu gói thuốc lá được nhập lậu vào Việt Nam. Việc buôn bán thuốc lá nhập lậu diễn ra rất công khai. Thuốc Jet hoặc Hero, hai loại thuốc không được phép nhập khẩu, nhưng tại bất cứ cửa hàng thuốc bán lẻ nào cũng có thể tìm thấy. Nguyên nhân khó kiểm soát thuốc lá nhập lậu được cho là do lợi nhuận cao mà thuốc lậu mang lại. Nếu như doanh nghiệp sản xuất thuốc lá trong nước chỉ thu được lợi nhuận 3%, thì thuốc lá nhập lậu mang lại gần 300%. Một thông tin khác, thưa quý vị, theo hãng nghiên cứu thị trường Euromonitor, thị trường bánh kẹo toàn cầu sẽ đạt 196 tỷ đô la Mỹ trong vòng 5 năm tới, chủ yếu là do sự đóng góp của phân khúc sản phẩm làm từ sô-cô-la. Theo một báo cáo của hãng Euromonitor đưa ra hồi tuần trước, đến năm 2018, sô-cô-la sẽ tăng trưởng vượt bậc, trở thành phân khúc lớn mạnh nhất trên thị trường bánh kẹo toàn cầu. Trong 80 quốc gia được khảo sát, đa số người dùng đều trả lời sẽ chọn sô-cô-la thay vì kẹo và kẹo cao su. Theo các chuyên gia, tăng trưởng của thị trường này có được là nhờ vào các yếu tố như có lợi cho sức khỏe, chiến lược xây dựng thương hiệu rõ ràng, những chứng nhận đóng gói phức tạp và hương vị hấp dẫn của sô-cô-la. Loại sô-cô-la có chứng nhận sử dụng 100% cacao và nguồn gốc các loại đậu rõ ràng, thường được coi là sô-cô-la cao cấp và vì vậy có giá cao vượt trội so với sô-cô-la thông thường. Những lợi ích của sô-cô-la đối với sức khỏe cũng đang làm gia tăng nhu cầu, đặc biệt ở những nước có mức độ béo phì và tiểu đường cao. Theo Euromonitor, tăng trưởng doanh thu của sô-cô-la toàn cầu sẽ tăng 12% trong vòng 5 năm tới. Tại Bắc Mỹ, dự đoán sẽ tăng 8%. Hiện tại, sô-cô-la chiếm 55% doanh số toàn thị trường bánh kẹo. Kế đó là các sản phẩm từ đường chiếm 31% và 13% thuộc về kẹo cao su. Báo cáo cũng cho biết, các nước mới nổi chiếm 7 trong số 10 thị trường sô-cô-la tăng trưởng mạnh nhất trong 5 năm tới, với Brazil, Ấn Độ và Trung Quốc đều nằm trong top 5. Tại Ấn Độ, các sản phẩm sô-cô-la cơ bản đã nhường dần thị phần cho các loại sô-cô-la có nhân hoặc có hạt. Dòng sản phẩm này chiếm 45% doanh số vào năm 2012. Kính thưa quý vị, theo tin từ Reuters, thì đại gia bán lẻ của Mỹ Walmart đang có ý định mua lại Birkenshop, chuỗi bán lẻ của một tỷ phú giàu nhất châu Á. Walmart hiện đang vất vả làm ăn tại Trung Quốc, nhưng điều đó không ngăn cản được đại gia này bành trướng thị trường Hồng Kông của mình. Nguồn tin từ Reuters cho biết, Walmart đang nhắm vào Birkenshop, một chuỗi bán lẻ có giá đến 4 tỷ đô la Mỹ và hiện thuộc sở hữu của Lý Gia Thành. Birkenshop có 345 cửa hàng tại Hồng Kông, Đại Lục và Macau. Nếu sở hữu được Birkenshop, Walmart sẽ dễ dàng thâu tóm thị trường trong bối cảnh nhiều hãng bán lẻ quốc tế chật vật vì nhu cầu tiêu dùng giảm. Đến giờ, Walmart vẫn chưa xác nhận hay cung cấp thêm những thông tin gì. Những gì Walmart cho biết vẫn là hãng đang kinh doanh tốt tại thị trường lớn nhất châu Á của mình, dự định sẽ mở thêm 100 cửa hàng mới và thuê thêm 18.000 nhân viên trong 3 năm tới. Khẳng định của Walmart đã phủ nhận hoàn toàn tin tức của một số báo Hồng Kông, Trung Quốc, cho rằng Walmart sẽ đóng một số cửa hàng vì không đủ tiền thuê mặt bằng và trả lương cho nhân công. Nhưng dù thế nào thì Walmart vẫn đang phải cạnh tranh rất vất vả. Trên sàn chứng khoán, dù giá cổ phiếu tăng 14% so với đầu năm, Walmart vẫn đang kém hơn so với những đối thủ như là Target và Costco. Và đến với phần cuối của bản tin hàng hóa thị trường kỳ này thì Phi Yến xin mời quý vị theo dõi những tin tức nổi bật sau đây. Rau an toàn khó tiêu thụ vì chưa có tem chứng nhận. Gian lận trong ngành chế biến thực phẩm thế giới vượt xa tưởng tượng của người tiêu dùng.